chiến thắng hoàn toàn trước Putin, cùng với việc khôi phục Donbass và miền Nam Ukraine có giá trị bao nhiêu sinh mạng? 100.000, 500.000, 1 triệu, đó là một câu hỏi có liên quan mà hầu hết mọi người muốn biết. Bất chấp sự rầm rộ đưa tin về chiến tranh Ukraine trên các phương tiện truyền thông phương Tây, một bài báo trên Responsible Science Journal vào tháng 2 năm 2023 đã viết về cuộc chiến với cái nhìn sâu sắc, về cái giá phải trả thực sự về con người cho đến nay gần như hoàn toàn không được chú ý. Bài báo đó đã đặt ra một câu hỏi hiển nhiên mà hầu hết những người khác dường như đều cố tình tránh né, có bao nhiêu người Ukraine đã chết vì cuộc chiến này? Và câu trả lời có thể xảy ra là có thêm 150.000 ca tử vong, số ca tử vong cao hơn tỷ lệ dự kiến thông thường, chỉ tính đến tháng 2 năm nay. Người ta có thể mong đợi câu hỏi này trong mọi bài viết về chiến tranh, có bao nhiêu người đang chết. Để cải thiện an ninh con người ở Ukraine và ngăn chặn xung đột trong tương lai, chúng ta cần đặt ra những câu hỏi mới, xem xét kỹ lưỡng chiến tranh, theo những cách mới và suy ngẫm về ý nghĩa của việc nỗ lực vì hòa bình. Hầu như tất cả các tin tức hàng ngày về người chết và bị thương ở Ukraine đều tập trung vào các hành động bạo lực trực tiếp, pháo kích, đánh bom, tấn công bằng máy bay không người lái. Hầu hết các báo cáo phương Tây đều trích dẫn tuyên bố của Ukraine về thương vong của Nga, cho thấy những tổn thất thảm khốc của Nga, trong khi Ukraine chỉ đau buồn vì mất mát một số nhỏ dân thường và binh lính. Nhưng cách tính toán này đã bóp méo cái giá phải trả thực sự của chiến tranh, cho thấy một bức tranh màu hồng và sai lầm để duy trì tinh thần chiến tranh. Trong một năm rưỡi qua, người Ukraine đã mất nhiều cơ hội tiếp cận với thực phẩm, điện, thuốc men, chăm sóc y tế và nhiệt, đồng thời giảm khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế. Đến tháng 2, Ukraine có thể phải gánh chịu thêm 150.000 ca tử vong, có thể có thêm 70.000 ca tử vong ở châu Âu do giá điện tăng cao trong thời tiết giá lạnh. Với hàng chục nghìn người Ukraine đã thiệt mạng, con số này có thể gấp 4 đến 5 lần tổn thất của Nga, dựa trên ước tính về số ca tử vong vượt mức của Nga. Hàng trăm nghìn thanh niên khỏe mạnh đã bị thương và hoặc bị chấn thương tâm lý trong một hệ thống chăm sóc sức khỏe vốn đã nghèo nàn. Hàng triệu người đang sống như người tị nạn ở châu Âu, chỉ 1/3 số người tị nạn muốn quay trở lại Ukraine, bất chấp tình trạng nghèo khó và dễ bị bóc lột tình dục. Tỷ lệ sinh ở Ukraine đã giảm mạnh trên thực tế, hàng trăm nghìn người Ukraine đã thiệt mạng vào mùa đông tới, có thể sẽ lại rất khó khăn, có lẽ còn khó khăn hơn nữa. Chiến tranh đang tàn phá Ukraine và Ukraine cũng có thể thua cuộc. Vấn đề mất mát và tổn hại đến tính mạng con người có liên quan sâu sắc đến quyết định chính trị về cách tiếp cận cuộc xung đột. Không có cuộc chiến nào diễn ra đến cuối cùng khi chiến tranh trở nên tốn kém hơn, các nhà lãnh đạo bị ảnh hưởng bởi công chúng của họ, hãy xem xét lại các lựa chọn thay thế cho chiến tranh. Kể từ mùa xuân năm 2022, mục tiêu của Ukraine và phương Tây là thu hồi toàn bộ đất bị chiếm đóng, bao gồm cả Crimea, nhưng mục tiêu này phải được đo lường bằng cái giá phải trả về con người. Việc phá hủy một ngôi làng để cứu nó là sai lầm, như chúng ta đã học. Bao nhiêu trăm ngàn sẽ là quá nhiều, như chúng ta đã thấy các phương tiện truyền thông phương Tây ở nhiều khu vực khác nhau bắt đầu làm, thậm chí cả người đứng đầu NATO. Sự đau khổ lớn và lợi ích ít dẫn đến nhiều sự suy ngẫm. Bỏ qua thiệt hại trực tiếp của chiến tranh, chưa kể đến hàng chục triệu người mới bị mất an ninh lương thực trên toàn thế giới, làm mở đi bản năng tìm kiếm những con đường khác để tiến lên phía trước. Và nó có thể còn tồi tệ hơn nhiều. Thật vô trách nhiệm khi các phương tiện truyền thông và chính trị gia hứa hẹn rằng Putin sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân. Mỹ đã sử dụng lời đe dọa chiến tranh hạt nhân chống lại Trung Quốc để đóng băng cuộc xung đột trong chiến tranh Triều Tiên. Trung Quốc biết rằng chúng ta không lừa gạt họ. Tướng MacArthur được nhắc đến trong sách giáo khoa Hoa Kỳ nói rằng ông ta đã thả khoảng 30 quả bom nguyên tử bao phủ Mãn Châu. Trong một cuộc chiến chỉ khiến khoảng 140.000 người Mỹ chết và bị thương, một vị tướng hàng đầu muốn giết hàng triệu người Trung Quốc bằng bom hạt nhân. Trong khi các phương tiện truyền thông Hoa Kỳ tạo ấn tượng rằng việc đe dọa hạt nhân của Nga là chưa có tiền lệ, thì đáng chú ý là Hoa Kỳ thậm chí còn từ chối loại trừ việc sử dụng vũ khí hạt nhân tấn công chống lại Iraq của Saddam Hussein chỉ 20 năm trước. Nếu ông ta sử dụng vũ khí hóa học chống lại chúng ta, các mối đe dọa của Nga là phạm tội và việc đe dọa hạt nhân, Mỹ sẽ không tha thứ cho họ. Nhưng nó cho thấy họ có thể nghiêm túc. Nhiều nhà sử học, nhà báo và chuyên gia chính sách đối ngoại, cũng như các chính trị gia cánh tả và cánh hữu, đã thúc đẩy việc có cái nhìn thực tế về nhiều khả năng có thể xảy ra trong cuộc xung đột này. Khi để ý đến cái giá phải trả về nhân mạng đối với người Ukraine khi tiếp tục cuộc chiến, công chúng toàn cầu có thể dễ dàng bị thuyết phục hơn để coi ngừng bắn là lựa chọn ít tồi tệ nhất.
Tất nhiên, nếu không có khả năng ngừng bắn hoặc hành động ngoại giao, việc công bố số người chết chỉ mang tính chất thất bại và chán nản. Và có thể Ukraine sẽ đạt được bước đột phá ngoạn mục, chiếm lại ít nhất Zaporizhia và Kherson, cứu hàng triệu người khỏi chế độ cai trị tàn bạo, thậm chí gần như diệt chủng. Nhưng nếu chiến tranh tiếp tục cho đến mùa đông mà không có sự thay đổi lớn nào, hàng chục hoặc hàng trăm nghìn sinh mạng có thể bị đe dọa. Dù sao đi nữa, tất cả các bên đều có lợi trong việc chấm dứt xung đột. Như nỗ lực đảo chính mùa hè này đã cho thấy, cuộc chiến có rủi ro cao đối với Putin, người đang phải đối mặt với nỗi lo kinh tế và công chúng cũng như giới tinh hoa, những người không còn có thể đi lại hoặc chủ động trong doanh nghiệp tư nhân. Khi giá năng lượng và hàng hóa tăng, công việc của họ cũng vậy. Và số phận cuộc chiến không đến mức tồi tệ đối với người Nga như đối với người Ukraine, nhưng nó là một thảm họa. Mặc dù không thể mong đợi sự tan băng trong quan hệ Nga-Ukraine sau khi đóng băng xung đột, nhưng vẫn còn nhiều công việc ngoại giao đáng kể phải làm. Việc mở cửa lại thế giới cho nền kinh tế Nga có thể liên quan đến việc Nga thả nhiều người Ukraine bị giam cầm. Trong khu vực, các quốc gia cần hợp tác cùng nhau để giải quyết một cách công bằng cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Nagorno-Karabakh, nơi chính trị Armenia nghiêng về phía Nga trong lịch sử, đang dẫn đến nạn đói cho hơn 100.000 người. Và trên hết, cần có công việc to lớn của xã hội dân sự để hỗ trợ Ukraine. Sau Thế chiến thứ hai, Hoa Kỳ đã giúp chấm dứt mô hình bạo lực tái diễn qua nhiều thế hệ ở Tây Âu, không chỉ bằng kế hoạch Marshall mà còn bằng các thể chế trao đổi và hữu nghị mới vẫn tiếp tục cho đến ngày nay, với hàng trăm nghìn sinh viên trao đổi theo cả hai hướng và sâu sắc hơn sự tham gia của xã hội dân sự. Thật là một sai lầm nghiêm trọng khi không nuôi dưỡng tình hữu nghị ở mức độ tương tự ở Đông Âu sau năm 1990. Bây giờ sẽ có một cơ hội mới ở Ukraine. Đó cũng là một sai lầm thảm khốc khi xây dựng nền kinh tế châu Âu dựa trên xuất khẩu năng lượng của Nga, vốn tài trợ cho một nửa ngân sách nhà nước và quân sự của Nga. Một phản ứng khẩn cấp về khí hậu cũng là một phản ứng chính sách mạnh mẽ đối với chế độ độc tài dầu mỏ. Và trên thực tế, một giải pháp lâu dài cho biên giới Ukraine-Nga có thể thu hút các bên quốc tế không tham gia vào cuộc xung đột lực lượng gìn giữ hòa bình không vũ trang từ Ấn Độ, Israel, Brazil, Ả Rập Saudi hoặc các quốc gia không liên kết khác trong cuộc xung đột giữa Nga và phương Tây. Những xung đột lịch sử phức tạp thường có giải pháp đa phương, chứ không phải đơn giản kết thúc hiệp ước song phương một lần. Với một tội phạm kém đức tin như Putin, những người bảo lãnh bên ngoài lại càng cần thiết hơn. Ở Nam Tư cũ, lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế bên ngoài đã tạo ra sự khác biệt rất lớn. Có lẽ khẩn cấp như ở Ukraine, việc gìn giữ hòa bình như vậy có thể duy trì biên giới ở Georgia, Armenia và Azerbaijan, và trong trường hợp xảy ra xung đột trong tương lai ở những nơi khác thuộc Liên Xô cũ. Trí tưởng tượng của phương Tây sẽ thất bại nếu không điều tra việc đưa những tác nhân không vụ lợi vào để hòa giải các xung đột, giống như chúng ta rất sẵn lòng giúp đỡ người khác. Cuối cùng, chúng tôi không biết có những khả năng nào để đóng băng xung đột và cải thiện tình hình. Nhưng hiện tại, khán giả phương Tây không có thông tin chính xác về tổn thất nhân mạng đáng kinh ngạc trong cuộc chiến đối với Ukraine và châu Âu, hoặc thậm chí không có thông tin chính xác về triển vọng của Ukraine trên chiến trường, do có sự khác biệt giữa báo cáo cực kỳ lạc quan và sự sụp đổ mạnh mẽ của cuộc phản công. Hiểu được tình hình khủng khiếp như thế nào có thể là bước đầu tiên để cân nhắc và phân biệt giữa các hướng đi khác nhau. Theo Real Clear Defense, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.